Chào cả nhà nhá. Chào 450 anh em. Chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em năm mới rực rỡ nhá. Anh em khai trương hết, khai xuân hết chưa? Một nghìn bốn trăm anh em. Chào Toán Bất Tử nhá, chào anh em, các cháu, các anh chị, cô dì, chú bác đầu năm nhá. Chào tất cả mọi người nhá. 2.000 anh em, mỗi anh em cho quả chia sẻ cho đây đông người xem. 2.200 rồi, mỗi anh em bộ quả sẻ cho tình cảm. Chào nhau đầu xuân năm mới cái 2.000 năm rồi. Chào em không tên nhá, chào Đỗ Ngọc Dương, chào em Lương Văn Được nhá, chào Lường Văn Thảo nhá, 3.300 anh em. Mỗi anh em cho cái chia sẻ đấy. Anh chào Tuấn Trần nhá, anh chào Chính Đẹp Dài nhá, anh chào em gái Phạm Thị Huệ nhá, chào bé bé yêu lèo là đề, bé yêu lẻ yêu lầy thì luôn còn lèo với là lẹt cái đề cái là mỗi anh em kỷ niệm cho quả chia sẻ nhá, mỗi anh em cho quả chia sẻ cho nó rực rỡ ấy. Quê đâu giờ về hả, đi đâu là về nhanh cái gì mà nhanh, đi đâu về còn xin tiền chồng em hả, nhà phải có chóp, cô để một mình tôi ở nhà tôi buồn tôi đi mấy cô khác thì sao, ngoài kia bao nhiêu là cô chân dài hả, cô có biết ai là tôi không hả, cô có tin là tôi cho cái điện thoại ở mặt tôi không hả, ơi dài vợ mình cả con vớ vá vớ vẩn anh em nhỉ, nhà này phải có chóp phải không, cô là chốc vậy thì thôi thôi. Chào Quang Quang nhá, chào tất cả anh em nhá. Chú Ấn ơi, cháu cơ, chú Ấn chào cháu với. Chú chào cả nhà cháu nhá. Chú cảm ơn cả nhà cho chia sẻ nhá. Mỗi anh em chia sẻ chào nhau hết. Hôm nay lên đây nói chuyện tâm sự làm ăn, bàn kế hoạch làm ăn năm 2021. Năm nay là tuổi con trâu, năm vào Huấn là tuổi 85. Nhưng hôm nay đi ra mua hôm nay là đặt mấy cái áo ở bên kia về, đặt order tận trong Tết, bây giờ nó về nơi. Mình đặt bảo là năm nay là mẫu con trâu anh em phải cho. Bảo là mình bảo bên kia order cho mình cái mẫu con trâu. Quái thế nào về mặc cái thành con này. Cay. Con này có phải con trâu đâu. Đặt con trâu mà. Con này là con gì? Đặt con trâu sao ra con sói. Chán đời vợ con bảo đặt con trâu thì nó mua là con sói luôn. Xin chào gia đình em muốn nhất, xin chào tất cả anh em bạn bè trên mọi vùng miền Tổ quốc. Cô vào chia sẻ đây anh em muốn không, ghi cho tôi cái Zalo của cô với Zalo của tôi vào. Chú chào cháu như chào Lê Minh Hiệp nhá, chào Quang Quang nhá, chào Lê Minh Châu nhá. Năm mới anh Huấn có dự án gì không? Đầu xuân năm mới thì Huấn Hồng cũng lời đầu tiên là xin cảm ơn 8.000 anh em. Cảm ơn 8.000 anh em bạn bè trên mọi vùng miền Tổ quốc. Đầu tiên lời đầu tiên Huấn Hồng xin chúc toàn thể 8.000 người, chúc đại gia đình nhà mọi người luôn bình an, luôn sức khỏe. Chúc tất cả các em gái luôn xinh gái, rực rỡ. Chúc các em trai là năm mới này, từ bỏ hết chơi bời, cày, kiếm tiền. Đấy. Thời buổi này 2021 này phải có tiền thì mới làm phiền thiên hạ được. Anh em phải chăm. Đó mà anh em chú cháu chúng ta này gác lại chuyện chơi bời đi. Làm ăn. Đấy. Những cái gì đã mất, cho qua đi. Nha. Thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Ai? Chào em Quang Quang nhá. Chào tất cả anh em. Anh Huấn còn bán thuốc rực rỡ không? Thuốc rực rỡ hay là thuốc hôi mồm anh và anh bán. Chào em Thùy Dương nhá, vợ ghi. Ui dồi ôi, dồi ôi. Cho anh hôn gió Thùy Dương cái nhìn em ăn gì mà rực rỡ nhỉ? Xinh đấy nhỉ? Ui sai. Nhìn cái Thùy Dương cuộc sống tươi hẳn lên nhá. Chúc em Thùy Dương luôn xinh gái, rực rỡ. Chú Huấn đây đẹp trai quá, cho cháu gửi lời hỏi thăm đến vợ chú nhá. Cái thằng của Nguyễn Đình Lệ này ra để chú ghim Facebook của vợ chú bảo. Mày thích hỏi thăm gì mày nhắn tin ở Facebook nhá. Chào Quảng Quang nhá. Thôi mọi người ạ. Năm 2021 này là Huấn đi Huấn Hoa Hồng là đi sâu về mảng bán hàng online, đi sâu về mảng marketing Facebook. Đấy. Đấy Zalo này đấy. Vợ chưa ghim link của vợ. Vâng, phải ghim là link của vợ, người ta mới kết bạn, nói chuyện dễ chứ. Chào em Quang Quang nhá.
Link của vợ là để copy link mà. Ghim cái link, à thôi không cần, ghim cái link Facebook của bạn mà. Thôi không cần được. Nha. Ok, chào em Quang Quang nha. Anh Huấn còn bán hàng không? Anh nói thật về em, anh sinh ra lớn lên là từ lúc anh có duyên vào Facebook. Anh có rất có duyên về mảng bán hàng online, em hiểu chưa? Nên anh rất có duyên. Mà anh thì cuộc sống của anh là bán hàng kiếm tiền sạch. Đấy. Cũng mong tất cả các em trai, em gái trên mọi vùng miền Tổ quốc, các bạn nào mà đang thất nghiệp thì các bạn sớm có công việc ổn định. Nhưng mà mình chỉ bật mí cho các em trai, em gái, các anh, các chị là kinh doanh ở trên cái nền tảng 4.0 nó dễ kiếm tiền nhá. Chào em Him nhá. Thật đấy, kinh doanh ở trên cái nền tảng 4.0 này kiếm tiền nó dễ. Ví dụ anh ngồi nhà anh bán sản phẩm sinh lý chẳng hạn, ngày bán 1-200 hộp, lãi 100.000, 200.000. Tí nó lại mất, tí lại mất cái mạng ra đời. 8.000 mấy tự nhiên mà mất mạng anh ạ. Zalo 0762456789 là Zalo của vợ mình. Zalo của vợ mình là tuyển hệ thống phân phối vếp, sinh lý, thuốc hôi mồm. Tất cả những người kinh doanh bên sản phẩm như nhà mình được quay đầu hết, không bao giờ sợ ngại cả. Đấy, tất cả những bạn hợp tác về kinh doanh sản phẩm sinh lý là một. Đấy, thuốc và hôi mồm ấy. Những anh chị em nào ấy. Anh ơi, em có năng khiếu về giọng hát. Nếu mà bạn nào, những bạn trẻ nào mà đang học ở nhà thanh nhạc ấy, những bạn nào có năng khiếu, có đường hát ca hát thì về công ty mình tài trợ từ A đến Z luôn. Tất cả những bạn trẻ nào mà có năng khiếu về âm nhạc, nhưng mà ngoại hình thì cũng phải vừa vừa một tí. Chứ ngoại hình mà khoai quá ấy, thì phải giọng hát thật hay. Những bạn nào có chất giọng hay, chất giọng độc lạ, những bạn nào tự tin thì liên hệ vào Zalo của mình giúp đỡ, mình tài trợ từ A đến Z để các bạn, một là các bạn kiếm tiền YouTube, hai là các bạn kiếm tiền trên nền tảng livestream Facebook, ba là các bạn kiếm tiền trên nền tảng TikTok. Bên mình đào tạo TikTok ở Facebook, YouTube, bên mình làm từ A đến Z nhá. Những em gái, những cháu gái, những chị gái nào nhá mà đang TikTok các bạn yếu kém, các bạn không có chiến lược, các bạn marketing kém, các bạn không có kịch bản, các bạn không biết xây dựng TikTok, các bạn nào yếu kém thì gặp công ty mình bao hot, không hot không lấy tiền nhá. Về nền tảng TikTok, YouTube, với Facebook thì không phải suy nghĩ. Zalo cá nhân của Huấn Hoa Hồng là 0813 600 000. 0813 600 000 là Zalo cá nhân của Huấn Hoa Hồng. Các bạn cứ nhắn tin thẳng vào đó. Các bạn kết bạn công việc quảng cáo hay là công việc hợp tác hay là một công việc gì thì các bạn cứ nhắn tin vào thẳng Zalo 0813 600 000. Chứ các bạn bây giờ Huấn Hoa Hồng xin phép các bạn này, khi các bạn kết bạn xong, các bạn tôi đồng ý các bạn mới nhắn tin thì khó. Bởi vì là các bạn cái Zalo của mình để chế độ công khai, các bạn có việc gì các bạn cứ nhắn tin thẳng luôn, tôi sẽ dép lại. Chứ bây giờ cái Zalo của mình lúc nào nó cũng full bạn, các bạn kết bạn chờ đồng ý thì mình xin lỗi mọi người là có khi là nó không biết ai với ai, không đồng ý lung tung. Zalo nó được có 2.000 người. Mọi người mà cần công việc gì, quảng cáo cái gì, quảng bá cái gì, hợp tác cái gì. Những bạn trẻ nào có năng khiếu về âm nhạc thật sự nhá. Những em gái nào mà đang bán hàng yếu kém này. Anh chuyên mà, đúng rồi, anh có hệ thống chia sẻ. Anh là hệ thống chia sẻ lên các group lớn nhất toàn quốc. Hệ thống của anh chia sẻ thì bao hot luôn. Bên anh, công ty anh thì các bạn cứ có tiền, các bạn kinh doanh thì đảm bảo mình đẩy cho các bạn hot được. Đấy, những bạn trẻ nào ấy. Ok nha, chào Quang Hàm nha. Chú Ấn dạy TikTok không? Chú Ấn không phải là dạy đâu. Đào tạo cho cháu, không hot, không tính tiền, không lấy tiền. Nhưng mà quan trọng này cũng phải chịu khó một tí, đầu tư một tí, ngoại hình cũng phải ok một tí. Ngoại hình các bạn nếu mà xấu quá thì các bạn phải chịu khó. Năng động, sáng tạo, có tài thì mới đào tạo dễ. Chứ còn ngoại hình mà đã xấu rồi còn lười học hỏi, đây đào tạo vào mắt. Đấy. Có rất là nhiều các em gái, em trai, các cháu gái, cháu trai, những anh, những chị giọng hát rất là hay, rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp mà không biết tận dụng để kiếm tiền trên YouTube, không biết tận dụng để kinh doanh online, không biết tận dụng để bán hàng. Nếu các bạn gà mờ, kém, liên hệ với Zalo của mình sẽ tư vấn cho. Ok nhá, chào Sun, chú Lam nhá. Chào Quảng Quảng nhá, 5.600 em. Chào Dương Ánh nhá. Gọi
Rồi gọi cả nhà nhà chú ra chào cháu đi ấy, cái thằng Hòa này, nhá. Chú Huấn chào cả họ nhà cháu được rồi. Chào Thiên Phương nhá, Phi Song nhá. Biết bú đá, ui giời, thôi thôi cháu ơi. Bỏ đi phải làm người. Chú ơi, chơi cụt cả tay này, rụng cả răng này. Đổi lại không được cái gì đâu. Lúc có ăn thì anh em nó tìm đến. Lúc có họa lạn thì anh em nó tìm đi nhá. Chơi bời chỉ có nó chỉ tung hô mình cái lúc mình chi tiền, lúc mình bỏ tiền cho thôi. Lúc có tiền thì nói ai cũng nghe. Lúc cháu hết tiền cái hết vẹo cái không nói ai nghe đâu. Chơi bời không được cái gì đâu. Đánh đổi lại mất hết tuổi thanh xuân, lãng phí với thời gian. Chú ơi, trượt dài trên đường chơi bời chú biết rồi. Không đổi lại không được cái gì đâu. Chỉ được mấy cái thằng mà nó mình cho nó ăn, cho nó chơi, nó lịnh mình thì nó gọi mình bằng anh, bằng đại ca, bằng bác, bằng bố, bằng chú. Lúc mình hết vẹo cái gọi thuê bao cái cách vừa gọi hiện cống liên lạc được, xin ghép vi nào vui lòng gọi lại sau. Chơi bời tôi thật các bạn, chơi bời bây giờ ấy, ngày xưa thì nhà nước pháp luật người ta còn lới lỏng một tí, chứ bây giờ càng lắm. Bây giờ hết thời tuổi chơi rồi, bỏ được thì làm người thôi. Chơi bời đổi lại tất cả các cuộc chơi, tất cả các cuộc vui chơi giao lưu các kiểu, đổi lại được cái gì? Đổi lại không được một cái gì cả. Chỉ có tự mình lao động, sáng tạo, vắt óc suy nghĩ, bán hàng, kiếm tiền mới có sự nghiệp. Chơi không được cái gì đâu, mất nghiệp. Tôi nói thật các bạn, bỏ đi các bạn trẻ nhá. Chào Châu Xuân Huy nhá. Cờ bạc thì có bỏ được không anh Huấn? Cờ bạc thì anh nói thật với em, còn tiền còn chơi, hết tiền khắc bỏ. Hoặc lúc nào các bạn có công việc ổn định, các bạn làm ra tiền rồi thì các bạn khắc tự bỏ. Như Huấn Hồng này, nói thật cũng không bỏ hẳn cờ bạc, nhưng mà mình chơi trong tầm kiểm soát. Thôi FC Mõm ơi, nhìn cái tên Facebook của em nó trẻ trâu em ạ. Để cái tên tử tế vào, bố mẹ mình sinh ra lớn, đẻ mình ra luôn mình khôn lớn. Đặt cho mình cái tên, lý do đâu mình không dám để cái tên. Để cái tên, cái Facebook, cái fanpage của em nhìn nó chắn đời lắm. Đây là anh trả lời em, là đấy là anh còn rất là tôn trọng em ấy. Nhìn cái tên Facebook của em đi, kết bạn không ai người ta đồng ý hết. Là người tại sao không dám để cái tên thật của mình nhá. Ok nhá, chào tất cả anh em nhá. À, cái sản phẩm Tam Tiêu này, anh vẫn bán mà. Sản phẩm này anh vẫn làm nhà phân phối độc quyền của nhà. Sản phẩm này anh vẫn là phân phối độc quyền. Tam Tiêu Plus này là sản phẩm. Đấy, cái sản phẩm này là chỉ trị hôi mồm này, cho những thằng mà hay hôi mồm này, hay uống rượu bia nhiều này, hay uống rượu bia nhiều là thứ nhất, để hay hút thuốc lá nhiều này. Nói chung là cái sản phẩm Tam Tiêu Plus này là sản phẩm này là cái sản phẩm thảo dược. Tam Tiêu Plus thì mình đang tuyển hệ thống toàn quốc. Đấy, tuyển hệ thống toàn quốc Tam Tiêu Plus này thì nó những cái bạn mà hay hút thuốc nhiều là thứ nhất, hay uống rượu bia nhiều, cái hơi thở các bạn khó chịu, chưa được thơm tho. Đấy, nói cho người khác người ta không muốn nghe, à người ta không muốn ngửi. Có những bạn gái, có những bạn trai, có những em trai. Ủa thật. Mất mấy lần. Sản phẩm này mọi người không phải suy nghĩ, mình dùng được thì các bạn dùng được. Sản phẩm này trị dứt điểm những cái bệnh. Cái hơi thở các bạn ở bắn tim nó bị hôi, bị khó chịu. Hơi thở nó làm cho người ta khó chịu, đối tác khó chịu, khách hàng khó chịu. Các bạn có muốn có hơi thở thơm như mít thì 486.000 ship toàn quốc không mất phí. Bạn nào có nhu cầu thì nhắn Zalo của vợ mình 0762456789. 0762456789. Cam kết 100% chất lượng. 0762456789 em nhắn tin vào Zalo của chị Linh nhá. Hận thật đấy, mất mạng nữa là tắt. Đúng rồi, Tam Tiêu Plus này đúng không? Cái đây là thảo dược mà em. Nó trị dứt điểm cái bệnh mình hôi mồm, hơi thở khó chịu, làm cho người khác khó chịu à. Đấy. 486.000 đúng rồi, em nhắn tin vào Zalo của vợ anh 0762456789 nhá. Không phải ngại em ạ. Mình này, là người thì ai cũng phải có tật xấu. Là người thì ai cũng phải có tật xấu. Em hiểu chưa? Chả có gì phải ngại cả. Mình hôi do cơ địa hay do hút thuốc nhiều, chả có gì phải ngại cả. Mình biết chữa nhá. Mình làm một lọ này là khỏi tịt luôn.
lặng nhất là dùng hai lọ là khỏi. Đấy. Nhưng anh chị này, em nào hay hút thuốc nhiều thì nên dùng văn phòng hay gặp đối tác. Các bạn cứ dùng cái lọ này yên tâm nói chuyện với người ta, cứ nói thẳng vào mặt luôn, không phải suy nghĩ. Có nhiều người cái hơi thở rất khó chịu, nói thẳng vào mặt người ta, người ta không làm việc luôn. Ví dụ như bạn gái thế, hôn bạn gái mà nó hơi thở mà nó khó chịu, nhiều ông mà nhiều ông thì mồm mày hôi ơi nào hôi, xong rồi đòi hôn người ta, đòi người ta lút lưỡi, đòi người ta các kiểu, làm sao người ta dám thở vào mặt người ta, cái người ta đã mất hết cảm giác rồi, đúng không? Để những em nào, những anh chị em, cô dì chú bác nào làm nhà phân phối hay mua sỉ mua lẻ thì cứ nhắn tin vào Zalo của vợ mình là 0762 456 789. Em nhắn tin vào Zalo cho nó khỏi, em đừng comment số điện thoại em ạ. Lê Văn Hoàng ơi, em dùng mà không ok anh Hoàn cho em 2 lần tiền, Việt Nam nói là làm, nói điêu, không phải của đồng em nhé. Nếu mà em người, những người anh em của em có những ai bị như thế thì nên dùng. Đây là anh tư vấn trực tiếp. Cái này là công ty cổ phần dịch vụ Facebook của anh ấy. Các em nó ngồi văn phòng nhiều, nó ngồi máy tính nhiều, nó hút thuốc suốt ngày. Mỗi lần nói chuyện với nó mà ngồi nói chuyện như này, mình muốn quay mặt đi luôn, không muốn nói chuyện luôn. Con gái cũng có, con gái có nhiều cô. Con gái cũng có nhiều nhiều đứa, nhiều nhiều cô con gái. Trước mình cũng yêu cô bé, hôn cái thôi nhột luôn, thấy không? Hôn cái phải bịt mũi vào, phải không? Làm sao còn cảm giác nữa, anh em phải không? Em nhắn tin đi 0762 456 789. Tự tin em cứ nhắn tin vào đó, thông tin tuyệt mật, kín, không có gì phải ngại. Tự tin lên. Nặng nhất là dùng 2, còn bình thường thì dùng 1 lọ hết. Tuyển phân phối, tuyển sỉ toàn quốc. Tất cả những bạn phân phối, tuyển sỉ thì mình marketing giúp, mình sẽ giúp các bạn. Về Facebook, mọi người không bán được hoàn, hoàn lại không mất cái gì cả. Sản phẩm ấy mình phân phối chính thức ở Việt Nam. Ok anh em nhá, yên tâm luôn. Em nhắn tin vào Zalo của vợ anh 0762 456 789. 0762 456 789. Mạng mấy lần là mất kém rồi. Không. Ok anh em nhá, mạng nó kém, nó đang 7-8 nghìn, nó mất 2-3 lần rồi nó tụt. Chú Ấn ơi, hôm nay không bán bổ phế ạ. Đâu, là, đây là Tâm Tiêu Plus chứ không phải bổ phế đâu. Sản phẩm này là trị như những hơi thở khó chịu, những anh chị em, cô dì, chú bác hút thuốc nhiều. Tất cả những sản phẩm của mình bán ra, nhà mình bán ra, mình đảm bảo 100% là chất lượng. Nếu không đúng chất lượng, hoàn tiền gấp 3 lần. Những sản phẩm nhà mình bán ra là đa số là mình có nguồn gốc đầy đủ hết. Và cho anh em bạn bè dùng thử, ok mới bán ra thị trường, mới để cho anh em. Bởi vì trên Facebook của Huấn Hồng, fanpage của Huấn Hồng, toàn anh em bạn bè, cô dì chú bác, mọi người ủng hộ nhá. Em nhắn tin thẳng vào Zalo ấy, hoặc nhắn tin thẳng vào fanpage, hoặc nhắn tin thẳng vào Facebook. Vợ phải cho ai check fanpage chứ bà. Anh em Huấn Hồng vợ check không? Đấy, hai vợ phải bảo ai check và fanpage Huấn Hồng, nhớ người ta nhắn vào fanpage, vợ hiểu không? Ok nhá, tất cả những em, những cháu, những anh chị nào bây giờ chỉ có kinh doanh thôi, kiếm tiền sạch. Chú ơi, cháu muốn bán hàng thì sao, như nào? Cháu nhắn tin vào Zalo của cô Linh hoặc Zalo cá nhân của chú. Mạc Hoàng nơi, cháu kinh doanh thì có chú giúp đỡ rồi, có chú marketing cho rồi. Có cái những sản phẩm chú bán đều là thương hiệu hết rồi. Mà đặc biệt kinh doanh bên nhà chú ấy, thì cháu ví dụ như cháu lười, cháu không bán hàng nữa, cháu quay đầu trả lỗ 1.000 được cả. Mất tiền thì gửi đi gửi lại. Việt Nam nói một lời. Thôi Trọng, Phan Trọng Tuấn ơi, thôi lo no kiếm tiền đi. Đừng có mày với tao, mày hiểu chưa? Đừng có chửi người ta, đừng có DM người ta. Mẹ anh thì cũng giống như bà em ấy, Phan Trọng Tuấn nghe nó rõ nhá. Phan Trọng Tuấn này, mẹ anh thì cũng giống như ở bà em với bà cụ em ấy nhá. Mày cứ thoải mái cụ mày với bà mày trước đi nhá. Ok những người anh em nhá. Mọi người chờ tí nhá. Chậu ơi là chậu.
Chơi 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 tí. Ok anh em nhá. Chú Ấn ơi, chú đẹp trai quá. Cảm ơn. Chào Vũ Mạnh nhá. Chào Khuê Hoàng nhá. Còn chơi không em à? Chào Huy ơi. Cái việc người ta chơi hay không, người ta có tiền người ta chơi, liên quan gì đến bạn. Bạn thích thì xem, bạn có tiền thì mua, không có tiền thì thôi. Thằng Phát Trọng Tuấn anh vừa gửi link ấy. Phát Trọng Tuấn anh vừa gửi link ấy. Thấy nó tan cả link người thân đó. Link người thân nó thì thôi. Còn cái thằng anh vừa gửi link ấy, tiễn nó về thế giới bên kia đi nhá. Tiễn nó luôn đi. Thằng avatar đỏ ấy, anh vừa gửi link nhá. Ok em nhá. Chào Linh Trang nhá. Chú ơi, chú ADD cho cháu ngày mai. Úi giời, thôi bỏ đi làm người. Cờ bạc thì mình thỉnh thoảng mình chơi giải trí thôi cháu ạ. Nhá, không ăn được tiền người ta đâu. Cờ bạc cháu nghi cái gì mà đòi cháu ăn tiền người ta. Cờ bạc chỉ những người có tiền chơi giải trí, được thì ăn thua thôi. Chứ còn cờ bạc, cháu mới không có vốn, không có tiền, đang khổ, không có tuổi gì mà thắng được. Nhá. Tuổi gì? Cháu là tuổi gì? Mình bé xíu. Mình ôi dồi ôi thì làm sao mà có cơ hội thắng nhá. Chào Đỗ Thùy Linh nhá. Chú chúc Đỗ Thùy Linh luôn xinh gái nhá. Nếu chết ok anh em nhá. Thầy ơi, em có thằng bạn tên là Hữu Nhân vừa trung thực, nó 18 tuổi, bị yếu súng à. Bị yếu súng thì gặp chú Ấn vào. Đấy, nhắn tin vào Zalo 0762 456 789. Còn thở là còn gỡ cái gì, nói thật với các bạn. 0762 456 789. Đấy. Những anh em nào bị yếu súng, chưa đi chợ, hết đạn, lúc rực rỡ được, lúc không rực rỡ. Chào Nguyễn Thị Ninh, anh cái gì? Nguyễn Thị Linh Ninh. Cháu chào chú. Sa Công Banh, Ninh Ninh ơi. Cháu muốn bao tiền? Đấy. Những anh em nào mà không tự tin khi chiến đấu hay bị hết đạn khi lâm trận, đang chiến đấu thì súng bị cướp cò, mà lúc cần thì nó lại không rực rỡ, trên bảo dưới không nghe. Đấy. Cái sản phẩm này lại có rồi, đầu năm mới có rồi. Những anh em nào đặt hàng thì nhanh chân nhanh tay, không có loại hết đấy. 2 tháng nay là Huấn không có sản phẩm này để bán rồi nhá. 1.5 củ một tháng, cam kết 100% về chất lượng. Những anh em nào mà quá yếu, gần như là liệt rồi thì dùng 3 tháng. Bình thường anh em dùng 1.5 củ, 2 tháng thối này, 2 tháng bê sa mê mút môi luôn. Thảo dược cái gia truyền ông Bảo bán hơn 4 năm rồi. Không khỏe, không tính tiền, không đẳng cấp, không lấy tiền. Những người anh em nào mà đang bị những cái tình trạng ấy, nhắn tin luôn, không ăn lại hết đấy. Sản phẩm thì mình chưa bao giờ bị ai chê hết. Bán hơn 4 năm rồi. Cái này nó rất là lành tính, không ảnh hưởng sức khỏe, không ảnh hưởng sau này, rất rực rỡ. Đấy, những anh chị em, cô dì, chú bác là bị cái tình trạng đấy thì nhắn tin Zalo nhá. Đấy, ngọt thôi, nhai ngọt thôi, uống nước xong. Không 0762 456 789. Lốc lém lỉnh à. Lốc lém lỉnh ơi, ông hỏi như thế, ông là đàn ông, hỏi dốt lắm. Cái vấn đề sinh lý nó là nghệ thuật, ông hiểu chưa? Mình sức đề kháng, súng ông có bị yếu hay không? Không phải là ông hút như châu hút mà. Không có phải ông cả tiếng mà ông khỏe đâu. Chào Đỗ Thùy Linh, ông hiểu chưa? Mình phải súng của mình này, mình chiến đấu mình phải điều khiển được, ông hiểu chưa? Lúc nào mình thích thì mình mới cho ra, không thích thì thôi. Chưa do, ông hiểu không? Đấy là mình điều khiển được cái vấn đề đó. Chứ không phải ông lên ông nhấp nhấp với cái ông bị cướp cò, đó là bị yếu. Còn trong cái môn này nó không phải là ông cứ chơi cả tiếng mà con nhà người ta thích đâu. Ông phải gãi đúng chỗ ngứa, ông hiểu không? Ông phải gãi đúng cái chỗ ngứa. Lúc con nhà người ta rực rỡ rồi thì ông cũng phải phối hợp nhịp nhàng hai bên nó cùng
hả? Nó là nghệ thuật. Chứ ông cứ đòi công cái tiền lâu à? Có những thằng có đạn đâu nhá, có những thằng không có đạn thì ra yếu quá. Ông hiểu không? Cái vấn đề nghệ thuật thì ông không được hỏi lâu hay nhanh. Mình phải tùy vào đối phương nhá. Của mình của chú nó cứ khỏe như con bò tóc thế này, rực rỡ luôn, hiểu không? Một mình thì khoảng độ 5-10 phút các em cong như con tôm ấy. Lúc các em chuẩn bị lên đến đỉnh dốc rồi thì mình cũng phải phối hợp, mình cũng phải lên đỉnh cho nó rực rỡ chứ. Ông này, con gái cũng nắm đến 1-2 lần là nó hết rồi. Mà ông chiến đấu lâu quá nó khó chịu, hiểu không? Người chứ không phải trâu đâu. Ông hiểu không? Nghệ thuật nhá. Ok anh em nhá. Cháu có thằng bạn tên là Lam ấy, Lam Lịch. Nó bị yếu quá đấy. Bảo nó nhắn vào tin vào Zalo cho chú. 0762456789. Đấy, nhắn tin vào Zalo nhá. 1,5 triệu một tháng. Lặng nhất là 3 tháng. 0762456789. Anh còn bán thuốc thuốc hôi mồm thì 486.000 ship toàn quốc nhá. Cái sản phẩm Tam Tiêu Plus này mình dùng rất là lành tính. Nó là thảo dược nên mọi anh em dùng thoải mái, yên tâm tuyệt đối. Tam Tiêu Plus là 486.000 ship toàn quốc nhá. Sản phẩm này dành cho những anh em nào uống rượu bia nhiều, hút thuốc lá, thuốc lào nhiều. Đấy, hơi thở mà làm cho người khác khó chịu, đối phương khó chịu, làm cho người thân xung quanh mình khó chịu, nói chuyện làm cho người khác khó chịu. Có những bạn, những em trai, những em gái mà hơi thở nó khó chịu, người ta không nằm tình được, người ta không hôn được, đúng không? Không lút lưỡi được. Thì làm một hộp 486.000 không phải ngại. Anh đóng gói cẩn thận anh gửi nhá. Bên ngoài chỉ ghi hàng bên ngoài anh đóng gói cẩn thận luôn, không ai biết là thuốc hôi mồm này hay là thuốc yếu súng đâu. Đấy, những anh em nào có nhu cầu dùng thì nhắn tin vào Zalo của vợ mình 0762456789. Em dùng đi em ạ. Em nhắn tin vào Zalo của vợ anh nhá. Zalo của anh chỉ liên hệ công việc thôi. 0762456789. Chú ơi, cháu thích một đứa, giờ nó có người yêu rồi phải làm sao hả chú? Thích người ta là một chuyện, người ta yêu mình hay không là một chuyện khác nhá. Người ta yêu người khác rồi thì mình phải chấp nhận mà, hiểu? Cái thích người ta là người ta phải thích mình. Ông lấy đâu ra cái quyền nhá, nhá. Ông lấy đâu ra cái quyền thích người ta và cái bắt người ta phải thích mình, đúng không? Ép ăn nhá, ép uống, không ai ép yêu cả. Ông hiểu không? Con gái nó không thích mình rồi, ông có làm thế nào cũng không thích. Mày cái con gái mày cứ phong độ như chú vậy chứ. Thế con gái có thích không? Cô Linh mà thả chú ra phát em mất hút. Em có đùa vậy chứ. Chẳng qua là ông xem lại mình đi. Ôi dồi ôi, công việc không ổn định, chưa có tiền, hoặc nhà mình chưa có thóc, mình không có vẹo, thì con gái là sao người ta lại trao thân cử phận cho mình. Ôi dồi ôi nhá. Còn mình cứ công việc ổn định, nhà mình đã không có thóc rồi, thì mình cũng phải kiếm được đồng tiền, mua cho bộ quần áo, lo cho miếng ăn giấc ngủ. Người ta nhìn thấy mình có thóc, có lực, có cửa sáng, thì người ta mới trao thân gửi phận, mới cho ông. Bây giờ ông chưa có cái vẹo gì, móc đít 7 ngày không thấy gì. À, công việc thì không có. Ôi dồi ôi, đứa nào nó dại nó mới thích ông, đúng không? Chỉ có mấy cái đứa nó cũng ối dồi ôi thôi thì nó mới thích ông thôi. Lên luôn, phải đàn ông là người Việt Nam luôn, phấn đấu cố gắng nhá. Mình có ít có nhiều, tiêu nhiều chưa có khỏi tiêu nhá. Người ta làm được vì mình làm được, người ta làm được thì mình làm được. Là người luôn phải tiến lên nhá. Cháu có thằng bạn tên là Nhã, nó dốt lắm chú ạ. Không có tiền mà đòi làm. Úi giời, thằng ấy nó bị ảo tưởng sức mạnh. Không có tiền mà đòi gái thích.
không có tiền mà đòi gái thích ý, thì trừ trường hợp mấy thằng nó đẹp dai, nó sáng sủa một tí, con gái nó lợi dụng, nó chơi xong nó thịt xong nó cũng chim cút, con gái nó thịt xong nó cũng chim cút. Chứ có con nào bây giờ có thực mới vực được đạo em à, cháu à. Không có tiền thì sống bằng kiểu gì? Bây giờ ra xã hội cái gì cũng tiền. Đó. Thì ông không có thì ông ra xã hội ông ra kiểu gì? Mà bây giờ ông ra xã hội mà không có tiền. Ông nói á, người ta quay đi luôn. Ông hiểu không? Còn khi ông đã kiếm được tiền, công việc ổn định rồi, ông nói phép, người ta cũng bảo ông nói thật. Ông không có tiền ấy, ông cũng nói thật, người ta cũng bảo ông nói phép. Đấy. Ok nhá, chào anh em nhá. Chú dạy cháu cách làm giàu ấy. Dạy cách làm giàu ấy, bây giờ mày học hết sách đạo đức đi nhá. Thì mày khắc giàu. Đọc thuộc cái đạo đức ấy. Mày dở cuốn sách ấy, mày đọc được lửa cuốn ấy. Giáo dục công dân mới đạo đức học thuộc cả nhá. Thì khắc giàu. Còn đêm đến thì mình nghe, đêm đến thì mình lên trên mạng ấy. Mình search Google ấy, những lời Phật dạy nhá. Những lời Phật dạy. Những người như thế nào là mình chơi, những người như thế nào mình không nên chơi. Hoặc mình lên Google mình search đức tính làm người. Đấy. Thì à, mày cứ học thuộc hết giáo dục công dân với đạo đức lên trên mạng nghe nhiều. Search nhiều sách Phật vào. Bây giờ muốn người ta tốt với mình phải tốt với người ta trước. Đấy có nhiều không? Bây giờ anh chỉ ví cho em nghe như này thôi. Nhá. Có nhiều anh chị, cô dì, chú bác thấy người ta đi chùa cũng đi chùa như đúng rồi. Thế người ta đi lễ cũng đi lễ như đúng rồi. Đi theo cái kiểu ôi dồi ôi cho nó chặt chỗ ra. Vào chấp tay xin như này, xin cái gì? Đúng không? Chả có tí thành tâm nào. Ai người ta... Đúng không? Đi xin nọc cái là đi lễ chùa hay là đi đâu thì cũng phải có thực mới vừa được đạo. Đúng không? Mình phải thành tâm. Chả có tí tâm nào. Vào nói mỗi mồm không thì ai người ta... Đúng không? Chú đẹp trai thế, nhưng cháu thấy đẹp trai không bằng người yêu cháu. Minh Ngọc ơi, người yêu cháu thì cháu chẳng phải đẹp trai nhất. Nhưng mà lúc nào đàn bà như cháu ấy, mà khi mà đã chán rồi ấy, mà quay đầu, úi dồi ôi. Phụ nữ mà khi người ta chán rồi ấy, người ta mà quay đầu ấy, chưa có cái gì bạc bằng phụ nữ nhá. Trong chuyện tình cảm nhá, phụ nữ mà khi người ta đã bảo là hết bẹo rồi, úi dồi, nó ác thì thôi rồi luôn, nó bạc thì thôi rồi. Dù cho anh rất yêu em nhưng ta đã không hợp nhau nhá. Đúng không anh em? Nên là để mà sống ở xã hội này mình phải chấp nhận, mình phải học tính chấp nhận, tập chấp nhận. Mình không có quyền đòi hỏi người khác phải làm theo ý mình, không có quyền đòi hỏi người khác phải yêu mình thật lòng, không có quyền đòi hỏi người khác phải nghe mình, trong khi mình chả có cái vẹo gì. Ai trời, phụ nữ hay đàn ông cũng thế thôi. Người ta ra ngoài thì người ta cũng phải kiếm ánh sáng. Yêu ai, chơi với ai, người ta cũng phải kiếm cơ hội để đi lên, kiếm cơ hội để kiếm tiền. 3 lần mất mạng, thế là hết người xem. Em mua tam tiêu Plus thì em nhắn tin vào Zalo của vợ anh nhá. 0762 456 789. Anh uống thử đi thì em mới dám mua. Vậy đó, có cái kẻ cháu nó bảo là sản phẩm thì ok nhưng anh uống thử đấy em mới dám mua. Em Giai ơi, anh nói thật, cái sản phẩm này anh uống thử live stream rất là nhiều rồi. Cái sản phẩm này rất tốt cho hơi thở của con người, em hiểu chưa? Rất là tốt cho hơi thở. Bởi vì anh tất cả anh cho những người ở công ty anh dùng ai cũng gật đầu. Xong là anh cũng phải gửi cho khách hàng, ai cũng ok rồi anh mới dám bán ấy mà. Em mày bảo anh uống thử thì em mới dùng. Anh không dám uống thử thì sao anh dám bán các em? Ok anh em nhá. Đây là không phải là mình em. 486.000 em ạ. Em nhắn vào tin vào Zalo của vợ anh ấy. Anh chỉ nói em nếu mà em hơi thở của em hút thuốc men nhiều, em uống rượu bia nhiều, hơi thở của em khó chịu, em cảm thấy nó không được thơm tho, em chưa tự tin để nói chuyện với người khác, hôn người yêu hay hôn vợ, hôn bạn tình.
thì em nhắn tin vào Zalo của vợ anh 0762456789, 486k ship toàn quốc nhé. Em yên tâm em nhắn tin luôn vào Zalo 0762456789. Em mua thuốc sản phẩm rực rỡ cũng được. Em mua sản phẩm rực rỡ ấy, thì em cũng nhắn tin vào đó 0762456789. Anh còn làm hệ thống xe Facebook không? À, anh làm hệ thống chia sẻ lên các group. Hệ thống của anh mạnh nhất toàn quốc. Hệ thống của anh thì hệ thống chia sẻ anh mạnh nhất toàn quốc. Anh chỉ chia sẻ với những bạn bán hàng thôi. Tất cả những bạn bán hàng bên anh thì làm theo gói gói tháng. Tất cả những người bán hàng kinh doanh bên anh thì yên tâm luôn. Gói chia sẻ của bên anh thì có thấp nhất một gói là 40 triệu một tháng. Nhưng mà đảm bảo mọi người là mọi người bán hàng là phải thành công. Phải nhiều người xem. Hệ thống chia sẻ nhà mình là hệ thống group mạnh nhất toàn quốc. Nên bạn không cần phải hỏi. Nha. Nhưng mà bạn, tôi cũng phải xem qua cái cách bạn bán hàng đã. Thì tôi mới nhận lời giúp bạn. Tôi nhìn thấy bạn có ánh sáng, có cửa. Thì bên nhà tôi làm là lương tâm. Bạn hiểu chưa? Tôi có hệ thống chia sẻ mạnh nhất toàn quốc. Nhưng mà tôi phải xem bạn đang bán hàng như nào rồi. Bạn biết cách nói chuyện không? Nhìn bạn có tiềm năng không? Thì tôi mới nhận tiền của bạn. Giúp bạn cả tháng cả năm. Chứ còn bạn không biết bán hàng, lương tâm của tôi không bao giờ lấy tiền của bạn. Bởi vì tôi có chia sẻ cho bạn thì cũng không có tác dụng. Tôi không hợp tác với bạn được. Hợp tác với bạn chỉ thêm mang tiếng. Phải nói lòng mất lòng trước hơn được lòng sau, đúng không? À, Quang Sơn ơi, nếu mà em nói tha xàm em xem làm gì? Em sao em lại có những con người nó lại đầu óc em nó lại đến mức độ như thế? Em gọi anh là thánh rào, ghen ăn tức ở quá à? Bán hàng không ai xem à? Kinh doanh không có tiền à? Đi đường thấy người khác nhiều tiền hơn mình là ghen ăn tức ở à? Biết anh như nào không Thanh Sơn? Như nào là xàm? Hả em? Đây. Đâu thằng ấy đâu vậy nhỉ? Để anh tìm nghe. Để nói cho nó vài câu. Đâu rồi, tìm ở đâu rồi? Để nói vài câu cho nó thông não rồi. À, đâu mất rồi? Tôi không thấy nó thôi. Nhưng mà tôi gửi cái bạn vừa bảo tôi là thánh xàm ấy. Ở sống ở đời này có những người nó phét ra tiền. Bạn nghe nó rõ đấy. Người ta xàm hay người ta không xàm, hay người ta có nói phét, người ta có sống như nào ấy, thì là người ta cũng chỉ biết được người ta kiếm tiền đúng lương tâm, danh dự con người, kiếm tiền sạch, lo cho vợ con, lo cho gia đình người ta, mua được cái lọ cái kia. Còn bạn nói người khác xàm, bạn xem bản thân bạn có đồng nào chưa? Gia đình nhà bạn như thế nào? Nhá. Có đồng nào chưa? Người ta xàm nhưng người ta có tiền, lo gia đình người ta đấy. Người ta đang ở nhà như nào, người ta đang đi xe gì đấy. Vào đi nói người ta như đúng rồi mà khi đó chả quen gì người ta, cũng chả biết, chả giao lưu, chả biết cuộc sống gia đình nhà người ta như nào. Chả biết là cuộc sống vợ con gia đình như nào, đúng không anh em? Vào comment như đúng rồi. Cái tay này để làm gì? Tay này để kiếm tiền, để lao động, để viết lách. Chứ cái tay này không phải để comment, để cào phím. Trước khi nói người ta thì mình phải xem bản thân mình hoàn thiện chưa? Mình hơn người ta chưa? Nếu cảm thấy mình chưa bằng người ta, mình nói người ta làm gì? Như thế các gì ghen ăn tức ở. Tất cả những bạn ghen ăn tức ở thì muôn đời dưới háng người khác, muôn đời lát thôi. Đúng không anh em? Chào Trung Võ nhá. Anh Huấn, em nhắn tin vào Zalo đi em ơi. 0762456789 những sản phẩm thuốc rực rỡ nhá. Thì mọi người cứ nhắn tin vào Zalo 1,5 triệu một tháng, ship toàn quốc không mất phí. Đảm bảo 100% chất lượng. 0762456789. Một củ rưỡi một tháng, ship toàn quốc không mất phí. Những người anh em nào Tam Tiêu thì em nhắn tin luôn vào Zalo đi. 0762456789. Em muốn dùng hệ thống chia sẻ bên anh thì như nào? Hệ thống chia sẻ và nên group lớn nhất toàn quốc của bên nhà anh.
anh cam kết về chất lượng, không đúng chất lượng, chia sẻ không có lợi, không lấy tiền. Mà hệ thống như anh thì không phải suy nghĩ rồi, lớn nhất rồi. Tầm này là nhánh lớn nhất rồi. Em hiểu chưa? Nhưng mà anh chỉ chia sẻ cho những em đang kinh doanh, những em đang bán hàng, những bạn đang làm marketing, những bạn đang kiếm được tiền trên nền tảng Facebook rồi, thì nhà mình mới nhận lời. Còn những bạn chưa biết gì thì mình không dám nhận lời. Hoặc có cho những người người ta live stream quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, thì mình mới dùng hệ thống chia sẻ. Bạn nào muốn sử dụng dịch vụ bên mình thì nhắn tin Zalo cá nhân của mình 08136 000000. Đấy, dịch vụ nhà bên mình là 08136 000000. Đấy, những bạn cần công việc gì đấy, thì các bạn cứ nhắn tin thẳng chứ không cần phải kết bạn nhé mọi người nhá. Zalo thì mọi người nhắn tin thẳng, chứ mọi người kết bạn thì nó đông người quá, Zalo nó chỉ có 2.000 người thôi. Mọi người có việc thì cứ nhắn tin thẳng, mình sẽ trả lời. À, 0762456789 là Zalo mua hàng. Còn Zalo cá nhân của mình là 08136 000000. Ok anh em nhá. Bây giờ mình đi ăn cơm với nhá. Cảm ơn tất cả những anh em nhá. Những bạn nào có mua hàng ủng hộ thì mọi người nhắn tin là Zalo 0762456789. Còn Zalo cá nhân của Huấn Hồng là 08136 000000. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon nha.